cái mô hình tủ lạnh cộng đồng xuất hiện đầu tiên tại Mỹ. Họ đặt những cái tủ lạnh ở trên cái vỉa hè để những người có đó họ bỏ vào, và những cái người mà họ thiếu đó họ đến họ nhận. Thì xuất phát tại Mỹ, sau đó ở Pháp, rồi Hồng Kông, Thái Lan cũng có. Chúng tôi thấy rằng là thì chỉ thị của thành phố là không có khuyến khích người dân ra nhiều nữa, vì thế chúng tôi quyết định là trao tặng thực phẩm một lần để họ về. Thì chúng tôi mới triển khai cái mô hình cái tủ lạnh cộng đồng này. 3 ngày nay là chúng tôi thu hút được khoảng 50 cái tấn thực phẩm của Mạnh Thường Quân hỗ trợ. Và từ lúc 15 giờ chiều là chúng ta bắt đầu tủ lạnh này là họ tập trung nhiều để họ nhận cái thực phẩm. Khó khăn là cũng được có, cũng đỡ. Hộp gà, rồi rau, với bí, với bầu rồi. Thì cô sống coi được hàng ngày, dù như có vậy cô đỡ, cô già cô không có làm gì tiền. Là bắp với bí với trứng gà em ơi. Có vậy là vui lắm em, về có để mà nấu cho con rồi nó ăn rồi, vui lắm em. Tại vì những cái mùa dịch bệnh này chợ rồi nó đóng rồi nó không có cho bán nữa. Mình chờ cái này là mình rất là vui.